hôm nay thì chúng ta sẽ bàn luận về cái vấn đề răng miệng nó bao gồm cái vấn đề là sâu răng hôi miệng à, nó là một cái vấn đề khá tế nhị nhưng mà à, đa số à, mọi người sẽ gặp phải cái tình trạng đó chính là chúng ta bị hôi miệng hay là sâu răng hay là những cái à, à, vấn đề về răng thì à, trong cái vấn đề à, răng miệng thì cái bệnh hôi miệng các bạn nó sẽ làm cái cái việc chúng ta giao tiếp nó cản trở rất nhiều. Có một số người khi mà uh, tiếp xúc ấy, thì cảm thấy rất là ngại ngùng, tại vì uh, miệng ấy nó bị hôi. Mà mà cái hôi miệng này thì nó xuất phát từ rất là nhiều cái nguyên nhân. Và khi mà chúng ta bị hôi miệng ấy thì chúng ta phải xác định xác định được cái nguyên nhân tại sao răng miệng mình nó gây ra nó lại bị hôi như thế. À, có những người mà người ta bị hôi miệng ấy không phải là do người ta dơ hay là à, cái vấn đề mà đơn thuần đơn thuần chỉ là răng miệng bên ngoài nó tạo ra cái mùi hôi miệng mà đó là vì trong cơ thể của người đó bị bệnh các bạn à, có thể là do bị bệnh về hở van bao tử hoặc là à, van thực quản thì khi mà cái bệnh này á ở trong cái thực quản và trong cái bao tử của mình ấy nó cái mùi ở trong cái van đó nó đã bị hở mà các bạn nó sẽ làm cho miệng của những cái người đó cảm giác rất là khó chịu, rất là hôi. Cái nguyên nhân thứ hai thì cái việc hôi miệng nó sẽ xuất phát từ những cái mảng bám. Những cái bảng mảng bám này là những cái thức ăn hoặc là những cái vết giống như là thuốc lá rồi rượu bia rồi tất cả những cái đồ ăn thức uống hàng ngày nó tồn động lại và nó dính ở trong những cái mảng bám mà mảng, mảng bám ở bên trong răng á thì lâu ngày nó sẽ dày lên và nó có cái mùi rất là khó chịu à, và cái việc hôi miệng kế tiếp đó là chúng ta có thể là bị sâu răng các bạn khi mà à, răng chúng ta bị sâu ấy, thì cũng có thể sẽ gây ra một cái à, à, mùi hôi miệng rất là đáng tiếc nha cả nhà vậy thì à, à, bác sĩ và sách vở rồi à, ở bệnh viện người ta sẽ khuyên chúng ta có những cái pha xử lý như thế nào để cho cái tình trạng mà hôi miệng nó giảm bớt thì đối với cái việc hôi miệng nặng ấy giống như là bị hở van van bao tử hay là bị thực quản ấy đi thì cái cách chữa thủ công cái cách chữa thủ công thì các bạn có thể um, sử dụng mà ăn nhiều táo như các nhà bạn táo hay là lê đó đây là phần cái phần táo táo và lê nha đây là lê và táo thì à, theo một số mẹo ấy thì người ta chỉ là khi mà mình bị cái hở đó thì mình lên ăn táo và lê nhiều à, đó là cái cái mẹo thôi còn khi mà mình mà bị hở những cái cái bệnh đó thì mình có thể là nhờ đến sự can thiệp của bác sĩ nha cả nhà và cái nguyên nhân mà hôi miệng từ cái mảng bám mà lâu ngày lâu năm đấy các bạn có những người mà người ta không đi lấy vôi răng người ta để lâu quá khi mà há miệng ra thì nhìn từng lớp từng lớp nhìn rất là kinh khủng nha. À, và chúng ta cũng có một cái mẹo để chúng ta làm cho nó bào mòn bớt cái cái mảng bám này đi đó là chúng ta sử dụng cái kem đánh răng hàng ngày của chúng ta nha. Và nước cốt chanh, sau khi mà cái à, kem đánh răng và nước cốt chanh này chúng ta à, làm cho nó thành một cái hỗn hợp ấy thì chúng ta sẽ đánh nha. Chúng ta sẽ đánh cái hỗn hợp này À, buổi sáng thì thường thường bác sĩ khuyên là chúng ta nên đánh răng vào sáng hoặc vào tối thì chúng ta sẽ sử dụng cái này trong vòng mà một tuần hoặc là thêm hơn nha chứ không phải là chúng ta đánh một cái là nó sẽ tách ra liền cái này là chúng ta mảng bám lâu quá rồi chúng ta phải đánh lâu dài và từ từ nó mới có thể là chắc từ từ các bạn. Và chúng ta có thể bị hôi miệng do là sâu răng các bạn Và trên màn hình là cái cây này ở trong người dân của chúng ta rất là quen thuộc đó là cây húng quế Cái húng này thì thường để nấu canh chua hoặc làm những cái gia vị rau sống rất là ngon nha Và khi mà miệng bị hôi do bị sâu răng thì chúng ta sẽ có một cái mẹo như thế này các bạn Đây là cái húng quế sau khi chúng ta ngắt về đó thì chúng ta rửa sạch và chúng ta xay chúng ta xay cái 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 nước chúng ta sẽ lấy cái nước của nó và chúng ta sẽ xúc miệng nha chúng ta xúc miệng bỏ vào trong tủ lạnh chúng ta xúc hàng ngày sáng tối và xúc như thế thì cái cái húng này này nó có một cái vị giống như the the và thơm thơm ấy nó sẽ khử được cái mùi hôi miệng rất là hiệu quả luôn nha cả nhà và đương nhiên như là À, mọi người hàng ngày ấy, thì à, bác sĩ hay là mọi người hàng ngày vẫn là sử dụng là kem đánh răng và đánh răng là sáng tối sáng ngủ dậy và trước khi đi ngủ chúng ta có đánh răng và trong khi đánh răng bằng kem đánh răng ấy thì chúng ta sẽ vệ sinh lưỡi này cả nhà Tại cái vì cái phần lưỡi ấy, nó bám và nó bám rất là những cái chất nhớt cái tích tụ rất là à, dơ ấy, nó gây hôi miệng nên cả nhà có thể sử dụng cái cái dụng cụ mà để vệ sinh lưỡi nha những à, cái dụng cụ này thì chúng ta có thể sử dụng những cái đơn giản mà à, nó làm bằng cái cây nhỏ nhỏ hoặc là cái dụng cụ như thế này nhé người ta bán rất là nhiều và chúng ta có thể à, vệ sinh răng của chúng ta bằng cách là dùng chỉ nha khoa chỉ nha khoa thì à, nó chưa có được à, thịnh hành ở trong dân đấy à, khi mà dân chúng ta không có sử dụng chỉ nha khoa thì có thể là à, sử dụng tăm xỉa răng nha cả nhà. Thì dùng chỉ nha khoa hay tăm sửa răng thì sẽ làm sạch những cái cái chất mà nó dính ở trong những cái kẽ răng ấy nó sẽ làm cho răng của chúng ta sạch sẽ hơn và cái cứu cánh rất là an toàn rất là nhanh gọn cho các bạn mà bị hôi miệng chúng ta có thể xử lý nhanh đó là chúng ta sử dụng cái nước súc miệng như cả nhà thì cái nước súc miệng này nó rất là tiện lợi nó có ở trong chai ấy. khi mà chúng ta đi ra ngoài hoặc là ở đâu thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được cái cái, cái cái nước súc miệng này nha cũng giống như nước súc miệng thì kẹo cao su cũng là một cứu cánh rất là cần thiết cho những bạn trẻ hoặc là những những ai mà à, thực sự cần thiết mà khi mà đi ra ngoài hay là mình có cái cuộc gặp gì đó với người khác thì mình có thể sử dụng cái này nha nó rất là hợp lý và hiệu quả và À, cuối cùng mà khi mà để mà có một cái hàm răng đẹp và một cái hơi thở thơm tho thì chắc chắn là mọi người là phải chăm sóc hàng ngày cái răng miệng của mình, à, cái việc uống đủ nước nó cũng rất là quan trọng trong cái việc mà chúng ta à, giữ sức khỏe răng miệng nha à, và khi mà bị sâu răng hay là bị những cái vấn đề về lợi hay về những cái vấn đề trong cơ thể thì à, chúng ta lên đi đến bệnh viện để khám À, bác sĩ họ sẽ có những cái phương thức để xử lý và à, chữa bệnh cho mọi người. Video buổi đến lên là kết thúc rồi. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.